Trở lại với cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2024 khu vực Nam Bộ được Bộ Y tế tổ chức. Trong khuôn khổ các hoạt động của hội thi, chiều qua Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương Bộ Y tế đã phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai và đơn vị đồng hành tổ chức hoạt động thiện nguyện với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Đối tượng khám trong đợt này là người nghèo, cựu chiến binh, gia đình chính sách trên địa bàn ba phường Tân Hòa, Tân Biên, Hỗ Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Theo đó, khi đến khám, sau khi đo huyết áp, người bệnh lần lượt được thăm khám đầy đủ các chuyên khoa. Để công tác khám được thuận lợi, bệnh viện đã huy động lực lượng lớn các y bác sĩ để phục vụ tốt nhất, khám tư vấn kỹ càng cho bà con. Thì bệnh viện cũng huy động là tất cả là 33 nhân viên, đấy là 33 nhân viên chính thức thôi. Ngoài ra còn có rất là nhiều bộ phận như bộ phận hỗ trợ này, các bộ phận hướng dẫn nữa. Thì trong 33 nhân viên chính thức đó thì có đến 10 bác sĩ và 12-15 điều dưỡng đó, thì và dược sĩ thì làm công tác khám chữa bệnh. Có 10 bàn khám tất cả, trong đó có 6 bàn khám về nội khoa, các bệnh về nội khoa, tim, gan, phổi, thận, dạ dày, một bàn khám về ngoại khoa và một bàn khám mắt, một bàn khám về tai mũi họng và cuối cùng là một bàn khám về chăm sóc răng hàm mặt. Năm nay tôi cũng 60 mấy tuổi thì tôi muốn kiểm tra hết để coi mình có bệnh gì, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Người nào cũng vậy, lớn tí tuổi phải nên khám, mà tôi cảm thấy như vậy là ok. Các bác sĩ khám đầy đủ tất cả gì là thứ tự từng người một vô khám là tôi cảm thấy ok. Ngoài ra, trong đợt khám này, người bệnh còn được thực hiện nhiều cận lâm sàng như siêu âm bụng, đo điện tim, chụp X quang phổi. Phối hợp ở đây chúng tôi cũng tổ chức mua những cái thuốc cơ bản để lúc trong quá trình khám mà bệnh nhân mà bị thì chúng tôi tư vấn phát thuốc cơ bản. Còn nếu mà bệnh nặng thì cũng sẽ tư vấn cho bà con là đi khám và điều trị các cái giai đoạn tiếp theo. Ngành y tế thì thời gian qua thì đối với công tác khám bệnh là cũng đã có rất là nhiều cố gắng nỗ lực và đặc biệt là mong muốn để cho các người dân được tiếp cận nhiều với các cái dịch vụ y tế tốt hơn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng biết là bà con ở các địa phương cũng như ở đây thì cũng đang rất là nhiều trường hợp khó khăn, rồi nhiều gia đình hoàn cảnh. Vì vậy mà chúng tôi cũng với cái tâm niệm đấy và cũng mong muốn chia sẻ để cũng tổ chức cái chương trình khám thiện nguyện mang tên là Vì một Việt Nam khỏe mạnh ngày hôm nay. Và năm nay thì CareFor Việt Nam là đơn vị đồng hành duy nhất cho chương trình cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2024. Và song song với đó thì chúng tôi cũng kết hợp tổ chức các chương trình khám bệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Vai trò của CareFor Việt Nam trong những chương trình này thì là nhà tài trợ duy nhất và là đồng hành để hỗ trợ triển khai các cái công tác tổ chức cũng như là kết nối với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Đồng thời thì CareFor Việt Nam cũng có các chuyên viên tư vấn dinh dưỡng để có thể hỗ trợ cung cấp cho bà con đến khám bệnh các cái kiến thức để có thể chăm sóc được sức khỏe về mặt dinh dưỡng tốt hơn. Sau khi thăm khám, người bệnh được cấp phát thuốc miễn phí và tặng thêm quà là các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, người có công, là dịp để tôn vinh các giá trị cao quý nhân văn của nghề y, ghi nhận vai trò và sự đóng góp của cán bộ ngành y với công tác an sinh xã hội.